Vâng, em xin chào các anh. Xin mời các anh thưởng thức một đoạn chất âm của cái bộ già non Cool The Bass hàng độc bộ của Kyo này nhé. Con này để nghe nhạc vàng rất là hay. Và mình nghe ở trên bàn làm việc này, hoặc là nghe trong phòng ngủ rất hợp lý nhé. Và con này là kích thước rất là nhỏ gọn thôi. Thì bây giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm, sau đó thì chúng ta sẽ đến kích thước cũng như là ngoại hình của bộ dàn ra làm sao, cái tính năng gì nhé. Vâng. Tăng mặc tình sông chơi, sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Từng ngày sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương giận vui, trường quen vắng ta mai tan lại về. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng suối về ngọt quê hương. Từng ngón tay em dài vuông tròn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Đấy, thì đấy là một đoạn chất âm của cái con The Bass khi mà nghe nhạc vàng nhá. Thì bộ này là hàng nó về đồng bộ này. Đấy, tức là cục và loa đồng bộ với nhau này. Các bạn nhìn đây là FL The Bass nhá. Thì cái loa này của nó cũng là loa The Bass luôn. Đấy. Đấy. Con cuốn The Bass nhá. Con này thì trở kháng là đi 5 ohm và công suất là 70W nhá. Con cuốn The Bass. Đấy. Hàng góc cạnh các thứ còn ok luôn này. Đấy. Vỏ máy đây nhá. Đây nó hàng bãi thì nó sẽ có một vài cái nọ cái kia một tí các bác nhá. Thì nó không thể hoàn hảo 100% được. Đấy, nhưng mà nói chung thì để mà đánh giá đây là một con đẹp. Đấy. Đấy. Mặt mũi còn ok luôn này. Đấy. Và cái con này thì là mình có thể chỉnh bát test trên mặt máy ở đây các bác nhá, ấn tông này. Đấy. Lần đầu ra bát thì mình có thể là bạn cái này lên tăng thêm bát nếu muốn này. Hoặc giảm bớt bát đi này. Đấy, được chưa? Tiếp tục sang ấn một nữa này, sang chép này. Anh thích nghe nhiều tép tăng lên này, thích nghe ít tép giảm về này. Đấy. Tiếp ở đây có S bass on, off. Các bác nào thích nghe thật nhiều bass thì on lên. Các bạn nào thích nghe ít, tức là nghe bình thường, nghe bass ở mức bình thường thì để off đi nhá. S bass off. Đấy. Đấy là mình nghe nhạc được này. Đấy. Con này thì hiện tại thì em có test CD thì đang hình như là CD đang không đọc. Thử một tí cho các bác xem nào nhé. Đấy. Nó sẽ nhận đĩa rất là lâu. Đấy. Và một lúc nữa nó sẽ báo là 99 sách gì đấy. Đấy. Thì cái này đây vẫn đọc này. Mình đã biết có đọc được không? Nhưng mà nói chung là mắt của nó đấy, như các bác thấy là em test cho các bác thấy nhé, thì là nó vẫn theo kiểu như là dạng có nhận đĩa nhưng mà nhận rất chậm, và có khi nhận được nhưng mà đến lúc vào đây thì nó trở về stop như này. Đấy, thì cái này khả năng rất là cao là do mắt nó đã lâu ngày rồi, nó kém rồi, nó nhận đĩa nó kém đấy. Thì em bán không CD cho các bác, về là các bác cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Thì con này sẽ có hai đường cắm điện thoại máy tính này. Đấy là đường 9-in và đường CR-in nhé. Các anh cắm đường nào cũng được. Đấy. Con này sẽ không có đường quang in. Đấy. Thì đây về mình cắm điện thoại máy tính, hoặc là các bác có TV Smart thì các bác cắm qua đường tai phone của TV Smart để nghe nhạc. Đấy. Các bác nhé. Đấy. Đây như em đang cắm đường 9-in đây thì là em sẽ chuyển sang đường 9 ở trước mặt đây bằng cách nhấn nút Audio Input ở đây. Nút Audio Input đây và chuyển nó sang đường 9 nhé. Đấy. Thì lúc này thì mình sẽ có nhạc từ điện thoại phát ra. Đấy. Những con này thì nó nghe các cái nhạc trước 7 năm và các cái nhạc vàng rất là hay. Đấy.
Kioner 3X này thì là nó là hàng điện 100V của Nhật thì các bác đừng ai cắm nhầm nhá. Đây con này điện 100V này nhá. Và con N3X này thì nó có giá là đi với con không CD này nhá. Còn với những con mà có CD thì giá của nó là đi 2,1 triệu. Với con này không CD thì em bán với giá đi 1.590.000. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em. Vâng. Trong trường hợp số 81 và số 82 là hai người cầm khác nhau các bác nhá. Đấy, các bác gọi về, ví dụ các bác gọi về số là 0966594581 mà anh ấy bận anh không nghe máy được. Đấy, có thể là vì đang đi đường hoặc cũng có thể là vì đang có một điện thoại nào đó đến ở cái số điện thoại khác. Đấy, hoặc là đang tiếp khách ở đây bác chưa nghe máy ngay được thì các anh gọi về số ở cửa hàng nhá là số 0979891682 cho em. Sẽ có một bạn khác, bạn ấy nghe máy và bạn ấy chốt đơn cho các anh. Và em xin chào các anh ạ. Vâng.